Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Rồi, thông tin mua hàng mọi người liên hệ ở trên ha. Số điện thoại là 0348108843. Rồi, khách hàng mới mua hàng bên em thì vui lòng chuyển khoản cho em. Em sẽ gửi hàng ha. Giá chưa bao gồm phí ship. Em ship bên Viettel ha, ship thường. Giá không có cao. Rồi, nay video em lên là mã 268. Mọi người chưa bấm đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký ha, để được thông báo mấy video mới. Rồi nay em về ít cái giày nè mọi người à, giày da, giày thể thao. Rồi, để em giới thiệu chi tiết từng nơi ha. Nè, đầu tiên là đôi giày của Puma. Puma thương hiệu của Đức, rất là xịn nha mọi người. Con này đặc biệt nó là giày bảo hộ nữa. Con này là giày bảo hộ. Cái mũi bằng thép nè. Bên trong nó có thép nè. À, nó hít luôn à. Bên trong nó là nguyên cái miếng thép ở đây bảo vệ này, cái mũi nè, chống dập chân mọi người. Đó. Còn bên dưới là đế nó là chịu dầu đây. Nó ghi thông tin nè. Này, oi nè. Là nó đi trên dầu chống chân trượt mọi người. Đó. Puma khá là đẹp. Bên ngoài là bằng da, da thật. Rồi. Con này nó size đây, tay mọi người. Size 38 nha. Đây, công ty Romania nè. Size 38. Mã số 1 600.000. Rồi tiếp theo một con Puma nữa, một con báo đốm nữa. Đây. Con Puma. Giày da dán thể thao ha, da cục dây thể thao. Con này cũng là làm da hết. Da lộn nè, da thật nè. Da nè. Da lộn nè, nó phối rất là nhiều kiểu mọi người. Có một mảnh, hai mảnh đó. Chung nó thiết kế rất là lạ. Đế nè. Đây. Con này size nó là 42 nha mọi người. Nè. 42, mã số 2 ha. Size 42, mã số 2. 550.000. Đây. Chân em là 40.5 ha, mang dương khúc, quá đẹp. Mã số 2, size 42, 550.000.
Tiếp theo một con giày da. Con giày da kiểu dáng rất là độc. Đây, giày da, dây da luôn. Nghĩa là mình gọng da luôn mọi người. Cắt gọng da đã làm dây ha. Đó. Da từ ngoài ra, từ trong ra ngoài nha mọi người. Nè. Lót bên trong da hết nè. Trong ngoài da luôn nha. Này. Đế da luôn nha mọi người nè. Đế. Mày dưới đế hết ha. Màu đen. Cái này mọi người đánh xi lên nó rất là đẹp nha. Này về chưa có đánh gì hết. Để nguyên hết nè. Đánh là nó sẽ rất là bóng luôn. Da rất là xịn, mềm. Hàng hiệu này hiệu hiệu Mỹ mọi người. Đó, hiệu con rồng. Con này size 40.5 nha. Là chân mọi người 25.5 cm. 25.5 cm ha, từ cái mũi này xuống tới này. Làm ăn vừa nó ha. Vừa đi ha. Con này mang vô rất là đẹp. Nhìn nó vậy chứ mang vô nó vừa luôn nè hả. Cái này size chân của em nè, 25.5, size 40.5 đó. Đây, cái này mang vô là nó vừa luôn nè, nó có cái khung đây nè. Không có, cái dây này chỉ làm trang trí thôi, dây da cho đẹp thôi. Chứ không phải siết nó bằng cái dây. Rồi giờ nó vậy. Cái kiểu nó làm nhăn nhăn nha mọi người. Nè mọi người thấy nhăn, nó nhăn không? Nó làm rất là lạ nha. Nó nhăn nhăn mấy cái đường này nè ha. Chứ không phải nó bị nhăn đâu nha. Nó cố tình làm nó nhăn như vậy đó, nó hụng xuống nó nhăn đó. Nhìn nó mới nó hài hòa cái đôi dài ha. Cong lên thì nó có nhăn 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 mấy cái đường đây. Rồi nó xen kẽ cái cọng dây này vô nữa. Nhìn nó đẹp. Đó. Rồi ở đây nữa nè. Nó cố tình nó làm quéo quéo nhăn nhăn như vậy ha. Nè. Rồi. Con giày da này mã số 3 ha. Size 40.5, 800.000. Rồi tiếp theo một con Adidas. Adidas giày thể thao. Giày này rất là nhẹ nha. Nó thiết kế là bằng lưới. Đây, nó bằng vải nha mọi người. Nè. Vải nha. Trên đây là cái cao su. Cao su dẻo. Cái viền này còn cao su nè. Con này size 43 này nha. Con này size tới 43 nha mọi người.
thay cái chân em là 40.5 là mang vô nó dư như vậy ha. Đó. Con này cỡ là 40, chung là 42 43 mang được. Tối đa 43 ha. Rồi, mã số 4 ha, 400.000. Rồi tiếp theo một con dài cá sấu ha. Rồi. Cá sấu nha mọi người. Size USA số 7. Số 7 là size 40 ha. Một con cá sấu da nha mọi người, nè da nè ha. Da nó nhộm màu trắng ha, sơn màu trắng. Da sơn trắng. Đế trắng. Đây cái đế rất là đẹp mọi người. Cái đế nó rất là bền luôn. Nè nó đi cũng khá là nhiều rồi nha. Mà cái độ bền với lại cái chất lượng cái đế nó là nó cao cấp. Đây size 40 nha. Chân em 40.5 mang cũng được luôn nha. 40.5 ha. Vừa thoải mái. Không có bị chật ha. 40.5. 40 cũng được. Mai đế ha. Ok. Rồi mã số 5 ha, 550.000. Cá sấu. Cái dài này nó mang hơn mắt cá ha. Chung cổ nó cao nè. Rồi tới mắt cá. Ngang mắt cá. Rồi tiếp theo một con dài chơi thể thao của nay ha. Dài này chơi thể thao. Dòng chiên thể thao đây. Chung chơi mọi người cũng chơi gì cũng được, đá banh, cầu lông, tennis gì đó chơi ha. Đây. Cái đế nó rất là ngộ, nó có mấy cái mục 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 để bám ha. Rất là bám. Ở đây nó có một cái điểm để êm nè mọi người, cho nó êm chân mình nè, giống như điểm hơi vậy nè, một mấy cục luôn. Cái vải này chất lượng rất là tốt luôn. Đây cái vải nó nhìn cái chất lượng nó xịn sò. Đây cái tem nó. Tem này rất là xịn. Cái này size 42 nha mọi người. US 9 size 42. Thiết kế rất là đẹp. Chất lượng xịn. Dài hơn về mọi người nới hết lỏng cái dây này ra ha. Tại vì mấy cái dây nó bị rút vô. Nới thật là lỏng ra luôn. Mình hãy mang vô. Đó. Đây, chân em 40.5. Mang vô nó dư một khúc. Dễ hao là mọi người mang nó đa số nó sẽ vừa khích ha. Vừa khích đến cứng. Thì mình chơi nó mới ok. Chứ nó hơi lỏng là nó khó chơi lắm. Nhiều khít. Đây, như rất là ít thôi.
trong 42 là nó vừa khít thôi mọi người. 41.5 cũng được được ha. Rồi con này size số 42 ha, mã số 6 ha. Giá 600.000. Rồi tiếp theo một con dài của Nhật. Hiệu Edith Ewin. Đó, Ewin. Hiệu Ewin quá nổi tiếng. Hiệu nổi tiếng thời trang của Nhật nha mọi người. Hiệu nội địa Nhật á. Ewin. Đây con này gần như mới luôn, nó như mới chung giống như chưa xài, nó làm rất lạ nha mọi người. Cái đế này nó làm bằng cây nè ha, làm bằng tự nhiên nha, chất liệu tự nhiên nè. Nè mọi người nhìn thấy nó giống mấy miếng gỗ nó ép ra đây nữa nè, miếng lót á, rồi bên dưới là vẫn là cao su tự nhiên ha. Rồi. Cái này thì giống da lộn, nó có lông lông sắp sáp. Đây miếng da. Rồi nó giống như đôi dép nhưng mà không có cần sọt vô là mang ha, vô đi ha. Này size 39 nha. Chân 24cm mang nha. Size 39 mà số 7 ha, 400.000. Đẹp hoàn hảo luôn. Rồi tiếp theo một con Tiger Onitsuka, hãng nội địa Nhật nữa. Tiger, dòng dài Tiger, hãng Onitsuka ha. Đây. Đế rất là chắc. Cái này cái đế rất là sướng. Đế rất là sừng nè. Dẻo dai bền chắc. Rồi con này là full da ở ngoài nha nè. Người xem thấy nè, da nè. Da nó kết với da lộn. Da hết nè. Da lộn nè ha. Rất là bền luôn. Con này sản xuất ở Thái Lan. Con này size 41 nha mọi người. Size 41. Hoàn hảo. Ha. Màu xanh. Xanh sọc trắng. Rồi size 41, mã số 8 à, 500.000. Rồi tiếp theo con Prada. Prada hiệu Italy ha. Này hương hiệu của Italy nè. Prada. Đôi dài full da nè, nó full da từ trong ra ngoài mọi người. Da hai mặt luôn ha. Đây nó ép từ hai cái mặt da như nhau luôn nè. Full da Prada, hãng của Ý. Con dài da buộc dây ha, kiểu da buộc dây này. Con này nó size nó cũng khá là to nha mọi người. Đây cái chân em là 40.5 ha. Đây
nó còn một khúc khoảng 4-5 cm. Rất là to, nhìn vậy thôi rất là to nha. Đôi này phải trên 43 đến 44 nha mọi người. Size 43 ha. Đây. Nó cỡ là 28 cm ha. Nè. Đây nha mọi người. Cỡ 28 cm nha. Brada. Lót jean luôn. Rất là xịn, chất lượng, bền. Cái da này nó rất mềm luôn, giống như da bê. Da bê, da dê gì đó. Da bê. Rất là mềm cái da này. Giá làm rất mềm. Màu đen, full đen. Con này nó mang là hơn mắt cá chân thôi nè. Cổ nó lẫn cao. Rồi mã số 9 ha. Size 43. 43.5 mang. Chân cỡ 28 cm. Rồi giá bán 800.000. 800.000. Rồi tiếp theo một con dài hiệu vua nha mọi người. Dài hiệu vua nè, cái vương miện nè. Dài vua. Người ta thường gọi là dài vua ha. Con này dài chơi thể thao hoặc là mang thời trang cũng được, rất đẹp. Đây, size cũng khá là to. Đây cái đế nó làm cái màu rất là lạ mọi người. Không biết cái hình gì nữa. À, đây là cái hình cầu hủ chơi bóng rổ nè. Nè, để nhìn ra. Đây, hai hình nha mọi người. Đó. Nè, cái cầu hủ đang bay lên nè. Và chơi bóng rổ nè. Đánh vô. À. Con này là chơi thể thao mọi người. Nhưng mà rất đẹp như thời trang luôn. Con này của Nike nha mọi người. Dòng Nike nó sản xuất ra cái dòng này nè, Nike vua. Đây logo của Nike nè. Dòng rất là cao cấp. Đây quyền cái logo sư tử này. Cái miếng lót đẹp ghê. Rồi con này sản xuất ở Indonesia. Ê. Đây không phải, xin lỗi mọi người. China nha. Đây. Nó cỡ là chân khoảng 27.5 mang ha. Đây, rất là to nha. Mã số 10 ha, size 43. 700.000. Nè, mang vô còn dư một khúc nữa. Đây mang đi rất đẹp nha mọi người, đẹp lắm.
dày dặn bự đẹp, cái form nó bự, mang rất là thoải mái, không bị chọc ở chỗ này ha, mang rất là thoải mái chân. Người thấy nó mập không, với lại cái độ dày này nè, mang vô êm đó. Đây bằng da hết nha mọi người, nè bằng da nè, da thật nè. Rồi mã số 10 ha, size 43, 700.000 thôi nè. Rồi thể thao của Nike. Rồi đôi cuối cùng là Pony. Pony nè, cái thương hiệu này của Mỹ ha, là Ý, chung có thương hiệu xịn đó. Pony này, tem, tem nó mai một bên vậy, một kiểu nó vậy ha, tem nó là nào đọc. Rồi con này chung bền, kiểu này thiết kế cái đế này rất là xịn, cái đế bằng cao su xịn, cầm rất là chắc tay, nghe chắc, đế chắc, dẻo, bám, bền ha, chung đế hoàn hảo luôn. Chắc lắm. Rồi đây là nó phối cái vải ha mọi người, vải với lại da. Đây, vải nè, vải bố, vải dày lắm, nào vải bố với da lộn ha, nào da lộn nè, da nè, da lộn. Đây cái con này size 42 thôi nha mọi người. Size 42 ha. Nhưng chân nó phải size 42 nhưng chân thon tí ha. Chân bác nào mà mập quá là không chặt ở đây nha. Tại vì em chân 40.5 nè. Vô thì dư nè, đúng 42 nè. Nhưng mà ở đây nghe nó hơi cấn á. Cái thiết kế nó là chân thon ha. Thiết kế cho Mỹ á, chân nó thon. Kiểu này là chân nó thon tí. À, chân em cũng dẫn nó mập ha. Đó. Rồi size 42, mã số 11 ha, 700.000. Rồi Pony nè. Rất là đẹp, đế còn rất là mới. Đây. Rồi hết rồi, em kết thúc video ở đây nha. Rồi chào mọi người ha, hẹn gặp lại video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.